Hello, chào bác, quay trở lại với shop Vạn Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về một số mặt hàng mới. Sau đó thì bên top về cho các bác cái mẫu chiếu Muji của Nhật các bác nhá. Đây, chiếu Muji của Nhật, hàng chiếu Muji của Nhật made in Japan này. Đấy. Hôm trước thì về thì rất là nhiều hàng mà đã hết hàng, này thì shop lại tiếp tục về. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lô này hàng về giá đẹp cho các bác nhá. Đấy. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Đấy, nhận hàng thì các bác kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chiếu mây về thì lô này về hàng rất là đẹp cho các bác nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái dạng là chiếu mây điều hòa. Các bác sẽ được tặng kèm thêm là hai cái vỏ gối nữa. Đây, một con chiếu rất là đẹp như này các bác này. Đấy, tặng kèm thêm hai cái vỏ gối như này nhá, hai cái vỏ gối như này. Vỏ gối của nó thì nó sẽ kích thước của nó sẽ là một chiều là 50 và một chiều là 70. Đó, 50. Và chiều này của nó thì nó sẽ là 70 các bác nhá. Đấy, một chiều 50, một chiều 70. Được tặng hai chiếc vỏ gối như này. Kèm theo đó là sẽ là một cái dạng chiếu mà nó sẽ có dòng mét 6 và dòng mét 8. Đây, dòng này của nó thì nó sẽ là mét 8 nhá. Đấy, dòng mét 8 này thì nó sẽ là thêu hoa như này. Một mặt là mây và một mặt là thêu hoa. Một mặt thêu hoa các bác nhá. Đấy. Còn có cái dòng là một mặt là mây và một mặt của nó thì nó sẽ là thêu caro à thêu hoa lá như này, hoa lá như này, cái này cũng thế, cũng thêu hoa lá như này. Đó thì bên shop sẽ gửi cho các bác. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó đây, của nó sẽ là bên một mặt thì nó sẽ thêu vải lụa như này, vải lụa như này. Thì mùa đông thì các bác làm cho em cái mặt vải lụa này nhá, làm cực kỳ là êm và ấm luôn. Còn mùa hè thì các bác làm cho em cái mặt mây này. Cái này của nó sẽ là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên, siêu thấm hút nước, siêu êm luôn và thoáng khí nhá, siêu êm mà thoáng khí, cho nên khi các bác nằm nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, không bị nóng lưng, không bị nóng và không bị đổ mồ hôi nhá. Đấy, nó thoáng thì các bác không bị đổ mồ hôi lưng. Và ưu điểm là được tặng kèm thêm hai cái vỏ gối này nữa, nó đồng bộ luôn. Và đặc biệt là giá của nó thì hôm nay giá về cho các bác giá rất là tốt luôn. Chất liệu của nó sẽ là sợi mây tự nhiên như này, sợi mây tự nhiên như này các bác nhá. Đó. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Muji thôi nhá. Đây. Hàng thương hiệu Muji này, đấy. Chiếu mây hàng của thương hiệu Muji, made in Japan các bác nhá, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Hàng của thương hiệu Muji, made in Japan các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, các bác có thể là liên hệ qua các số hotline của bên em. Đấy. Lên mã giúp cho em là, các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây. Chiếu mây điều hòa này. Đó. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây Nhật nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa. Giá sẽ là 450k. Đấy, 450k. Đợt này về cho bác giá cực sốc luôn, sẽ là 300k và bao ship nhá. Đấy. Giá gốc đang bán là 450.000, lô này hàng về cho bác giá siêu tốt luôn. 300k cho con chiếu mây Nhật điều hòa như này và bao ship. Bên shop sẽ có dòng là 1,6m và 1,8m. Đó. 1,6m và 1,8m, còn nhân thì nó đều nhân với 2m, nó theo kích thước phổ thông rồi. Thì các bác lấy mẫu nào thì lấy thôi. Giá sẽ là 300.000 cho một con chiếu như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá thì siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đuôi lò xo các bác nhé. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đuôi lò xo. Con này thì nó sẽ rất là tiện luôn. Thì sản phẩm nó sẽ bao gồm cho bác là cả đuôi, cả lò xo và cả cái kẹp luôn. Đấy, cả đuôi lò xo, cả kẹp luôn. Dây dài thì khoảng là 1,5m. Nói chung là con này mà mới cái tầm giá là 60k thì nó sẽ là quá rẻ các bạn. Phải nói là quá rẻ luôn. 60k cho một cái đuôi lò xo như này. Có lên đèn là đuôi lò xo 60k. Một đèn một đuôi, có công tắc này, có công tắc đóng ngắt này. Tiếp theo đó là có cả kẹp này, có cả kẹp này. Các bác có thể kẹp vào trong trên lên bàn này, đấy, kẹp lên bàn hoặc là nói chung là các bác kẹp vào động được, nó rất là phù hợp cho các bác sử dụng này. Đấy, kẹp đây như em kẹp vào đây. Đấy, rất là ngon nhá. Kẹp vào sau đó thì xoay đi xoay lại để mình, đấy, có công tắc đóng ngắt này. Và lại có cả dây dài nữa. Có cả dây dài nữa. Nói chung là lô này thì quá là đẹp rồi.
Đấy, dây dài khoảng trên 1 mét. Đấy, dây rất là mềm và ngon. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên cho em là đuôi lò xo nhé. Đấy, lên cho em là đuôi lò xo. Giá sẽ là 60k. 60k cho một cái đuôi lò xo như này nhé. 60.000 cho cái đuôi lò xo như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn. Thì bên shop có về cho các bác cái bóng đèn, đó là bóng đèn 5 cánh này. Đấy, con này thì nó sẽ là bóng đèn 5 cánh này. Đây, bóng đèn 5 cánh. Một con bóng đèn 5 cánh như này, bên shop đang gửi tới các bác một con bóng đèn 5 cánh như này. Công suất của nó là 100W này. Đấy, công suất của nó sẽ là 100W đèn 5 cánh. Lên cho em là đèn 5 cánh nhé. Đó, đèn 5 cánh này. Giá sẽ là 120k. 120k cho một con đèn 5 cánh như này. Đây, em sẽ test sản phẩm cho bác xem đây. Xoáy vào cái đuôi lò xo này luôn. Đây. Đấy, xoáy cho các bác xem này. Đấy. Lên cho em là đèn 5 cánh nhé. Đấy, rất sáng luôn các bác nhé. Đấy, úi xời ơi. Sáng chói chang luôn các bác này. Đấy, sáng như mặt trời luôn, chói hết cả mắt luôn. Đó, đây. Đây. Đấy. Cái này thì cái đuôi này nó có công tác đóng ngắt luôn nhá. Đuôi này là 60.000 này. Đấy. Đèn 5 cánh giá sẽ là 120k. 120k cho con đèn 5 cánh như này. Công suất của nó sẽ là 100W và con này các bác có thể gập lên gập xuống như này được này. Đó. Đấy. Các bác có thể gập lên gập xuống được để mang đi công trình hoặc là cất đi nó rất là gọn nhá. Đấy, cất đi rất là gọn. Thì ví dụ như nhà mình hay có công có việc, hay cần nhậu nhẹt hoặc là cần thắp sáng ở các cái vị trí nào đó thì các bác sử dụng cho em. Đấy, xong thì mình lại cất đi. Ngoài ra thì bên shop có một em siêu phẩm 8 cánh anh em nhé. Đấy, anh em thấy không? Con 8 cánh này nó mới gọi là rực rỡ luôn anh em ạ. Đấy, con 8 cánh này thì công suất của nó sẽ là 200W. Đấy, lên cho em là đèn 8 cánh. Đèn 8 cánh nhé. Đèn 8 cánh này. Đèn 8 cánh giá sẽ là 190k cho em đèn 8 cánh như này. Công suất của nó sẽ là 200W. Nó sử dụng điện từ 100 đến 220V các bác nhá. Đấy. Thoải mái sử dụng luôn. Công suất của nó là 20W. Đấy, 20W nhá. Siêu sáng cho các bác luôn. Đấy. Con này thì gọi là chói lóa luôn các bác. Đấy. Mặt trời lúc 12 giờ trưa nhiệt độ 45 độ C anh em nhá. Đó. Toát mồ hôi ra luôn anh em này. Đó, anh em thấy không? Độ sáng của nó này. Khá khủng khiếp luôn. Đó. 200W anh em ạ. Con này công suất của nó sẽ là 200W. Siêu sáng cho anh em luôn. Giá thì bao nhiêu đây? 190.000 anh em nhé. Lên mã cho em là đèn 8 cánh. Công suất là 200W. Giá sẽ là 190.000 cho con đèn 8 cánh này. Đấy, bật lên cho anh em xem này. Tắt đi này. Đó, bật lên này. Đấy, tắt đi này. Bật lên này. Đó. Rất sáng luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn nhé. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con sạc dự phòng quá nhá. Lên cho em là sạc dự phòng. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Tamashio. Đây, Tamashio. Con này thì công suất pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. Con này nó sẽ có cả chức năng sạc nhanh luôn anh em các bác nhá. Đấy, về nhà có cái dây bóng đây. Bác bóc cái dây bóng ra này. Đấy. Tamashio made in Japan. Có cả chức năng sạc nhanh cho anh em luôn, có cả chức năng sạc nhanh luôn anh em nhá. Đấy. Thì khi anh em sạc vào thì sẽ là sạc cái đầu to này, còn khi sạc ra cho các loại điện thoại thì ở đây nó sẽ có 3 cổng này, một cổng Samsung, một cổng Oppo và một cổng iPhone. Đấy, đây em sẽ cắm thử cho các bác xem. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, nó sẽ là 300.000 và bao ship nhá. Đây, anh em cắm sạc vào này. Đấy. Báo luôn nhá, 34% này, ok chưa anh em? Và ngoài ra thì con này nó sẽ có tính năng sạc nhanh luôn. Nếu như anh em đang dùng mà không cần phải, không muốn để tháo dây ra ấy, thì nếu điện thoại của anh em nào có chức năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần là đặt lên là xong. Đây, ví dụ như là sạc nhanh này, các bác đặt lên như này là xong. Như vậy là ok. Đấy, đã vào. Đó nhá. Đó, rất là nhanh luôn. Đặt lên là sẽ vào này. Đó. Con này thì công suất pin của nó sẽ là, đây, công suất pin của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Đó, công suất pin cực kỳ là cao luôn. Đó, power đây. Đấy. Giá thì nó sẽ là 300k. Các bác lên cho em là sạc dự phòng. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng. Sạc dự phòng. Giá của nó sẽ là 300k nhá. Đấy. 300k và bao ship nhá. 300.000 và bao ship. Đó. Các bác có thể dùng để
sạc liên tục được khoảng trong vòng 4 tiếng và sử dụng để đi làm, đi chơi, đi học, đi trên máy bay, cái thứ rất là ok luôn. 300k bao ship bên tận nhà. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thớt xanh các bác nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là thớt xanh. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đó, 50k. Con này thì chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là 30cm nhá. Đấy, khoảng 30cm. Thớt xanh của Nhật, nó là dòng thớt xanh kháng khuẩn nhá. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đó, toàn bộ chữ Nhật hết các bác nhá. Đấy. Chịu được nhiệt độ từ 20 đến âm 100 độ C các bác này. Đấy. Đấy, đường kính của nó sẽ là 3. Đây cái gì đây này, 13,5mm đây này, chắc là độ dày đấy các bạn. Đấy, nói chung là con này thì rất là cứng cáp luôn nhá. Đấy, nó bằng nhựa nhưng mà tương đối là cứng cáp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Nó sẽ là một cái dòng thớt xanh kháng khuẩn rất là đẹp và chất lượng. Đây, đấy, bề mặt nhựa của nó đây con này. Đấy, đây, coi trông cái bề mặt nhựa của nó này. Đấy, bề mặt nhựa của nó này con này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, lên thêm là thớt xanh kháng khuẩn nhá. Đấy, thớt xanh này, đó. Thớt xanh kháng khuẩn, đó, kháng khuẩn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con thớt xanh kháng khuẩn như này, giá của nó sẽ là 50k nhé, 50k. Đấy, chiều dài của nó thì nó vào khoảng là đi 30cm nhé. Đấy, chiều rộng khoảng 30cm các bác. Đấy, chiều rộng khoảng 30cm đó. Thớt xanh kháng khuẩn giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái lô, đó là cái sản phẩm, đó là cái hộp bàn chải Hàn Quốc như này. Đây, hàng có mã tem mã vạch đàng hoàng Korea đây. Đấy, Korea đây. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng, hàng của Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác đây. Đấy là 30 cái, một hộp này của nó sẽ là 30 cái như này nhá. Đấy. Thì bên shop có bán lẻ và bán theo hộp tùy theo. Hộp của nó sẽ là 30 chiếc như này. Và bên em bán là từ đấy, hàng của Korea nhá. Đấy. Được làm từ than tre nhá, được làm từ than tre. Đấy. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn nhá. Đấy. Bàn chải Hàn này, đó, bàn chải Hàn. Giá thì nó sẽ là bán theo combo 4 cái 20.000 nhá. Đấy. Em sẽ bán như sau. Đấy. Giá của nó nếu các bác mua là sẽ bán lẻ là sẽ là 4 cái này bằng 20k này. Đấy. 10 cái thì bằng bao nhiêu? 10 cái là bằng 10 cái 40 á. 10 cái là 40k. Đó. Và 30 cái là tức là một hộp đấy, 30 cái này, một hộp 30 cái là sẽ là 110.000, 110k. Đó. 110k. Đó. Đây nhá, bên em sẽ bán theo combo như này, 4 cái là 20.000. Đấy, thấp nhất là bên em bán 4 cái 20.000, 10 cái là sẽ là 40.000 và 30 cái này, đây một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc nhá. Hộp này 30 chiếc sẽ là 110.000. Các bác có thể mua về để dùng dần hoặc là bán lại cũng được. Giá này thì giá khá là tốt rồi. Bàn chải thì được làm từ sợi than tre nhá, siêu mềm mịn và kháng khuẩn cực kỳ là tốt luôn. Đấy, nói chung là rất là ngon. Hàng của Nhật, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bàn chải Hàn nhá, bàn chải Hàn. Giá siêu tốt cho bác luôn. 30 cái 110.000. Đấy. Tính ra là vào đi 33 là 9. 33 là 9 thì nói chung là nó cũng vào hơn 3.000 một cái thôi. Đấy. Giá rất là tốt cho bác luôn nhá. Đó, đây. Lên xem là bàn chải Hàn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân sức khỏe các bác nhá, cân sức khỏe. Lô này hàng về thì giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá rất tốt cho bác luôn. Con này trước em đang bán là 150.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đó, bên em rất nhiều loại cân cho nên các bác lên đúng tên cho em. Đó. Cân sức khỏe. Cân thì bên em có bán đến 4 loại cân, 5 loại cân. Cân sức khỏe nhá, giá của nó sẽ là 150k. Đợt này về cho bác giá sẽ là 100k cho con cân như này nhá, 100k cho con cân này. Kích thước của nó đây các bác này. Đấy, 26 x 26 x 12 cm này. Cân thì nó sẽ là được 80 cân, à 180 cân. Và nó sẽ có cái độ lệch là cộng trừ vào khoảng là 0,2 gram nhá. Đấy, 0,2 gram. Và cả cái cân này nặng là 0,8 lạng. Đấy, có thông số rõ ràng của nhà sản xuất luôn, không đi cãi nhau. Đó. À, con này thì lô này các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái thước đo.
một cái thước đo đây và một đôi pin có nhá, một thước đo và một đôi pin. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một con cân sức khỏe cực kỳ chất lượng như này, giá chỉ có 100k thôi. Nhà nào cũng nên có một chiếc để góc nhà hoặc là gầm cầu thang để các bác có thể là kiểm tra tình hình sức khỏe. Đây, hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật đây, có hướng dẫn sử dụng các thứ đàng hoàng nha, rất chất lượng luôn, có tặng kèm pin luôn. Nếu như mà về mà nhà mà các bác sử dụng mà nó yếu pin hoặc hết pin thì các bác vui lòng là mua pin khác cho em nhé. Đó, pin tặng kèm thì nó không lấy đâu ra được. Đấy, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt nhé. Đấy, thì em sẽ lắp pin vào. Các bác lắp pin thì lưu ý anh em các bác lắp pin là lắp đúng chiều cho em, để tránh là bị sai chiều thì nó sẽ không lên nhé. Sai chiều nó sẽ không lên. Ở đây nó sẽ có cái nút công tắc các bác này, có cái nút công tắc đây. Đấy, thì các bác nếu nó tắt đi các bác nhấn cái nút công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là giờ, nhiệt độ hôm nay là 28 độ C ở trong nhà nhé. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là chế độ là kg. Thì khi mà các bác cân, nếu mà nó đang nhảy chế độ khác thì các bác nhấn cái này cho em để nó về chế độ kg nhé. Đấy, kg như này là ok này. Đấy, bây giờ em sẽ test thử cân cho bác xem. Đây. Đấy, và đây em sẽ cân thử cho bác xem này. Đấy, em thì hiện tại đang là 67,20 kg, tức là có giảm cân rồi. Đấy, có giảm cân. Đấy, hôm trước em có lúc em lên tới 69 cân, đợt này thể thao tốt cho nên là giảm cân rồi, giảm được 2 cân rồi các bác. Đấy, chạy nhiều, đá bóng các bạn. Đấy, thể thao tí các bạn. Đấy, thì nó sẽ là một cái dạng cân như này, dùng rất là ok luôn. Kính cường lực nhá, đây kính dày 0,5 ly, quăng quật thoải mái luôn. Đấy, vỡ em không bắt đề các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100k. Đấy, 100k cho em cân sức khỏe này nhá. Rồi, ok, chúc các bác luôn mạnh khỏe. Cái số hotline của em trên tấm biển màu đỏ nhá, các bác nhìn rõ, đọc kỹ chữ để tránh việc gọi nhầm cho người khác, rất phiền phức. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái van đỏ nhá. Cái này thì bên em lên nó là van đỏ. Đấy, nó sẽ có hai đường nước như này các bác này. Đấy, có hai đường nước như này. Hàng của hãng inox 304, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Một con van inox 304 như này chia ra làm hai đường nước. Đây, gen của nó sẽ là gen 21 như này. Và đây thì nó sẽ có các cái đầu xoáy ra như này để các bác kết nối với các cái nguồn nước khác nhá. Đấy, inox 304, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 80k cho một con van như này. Tất cả đều bằng inox nhá. Đó, tất cả đều bằng inox luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là van đỏ nhá, van đỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, các lên cho em là van đỏ này, đó. Van đỏ. Giá của nó sẽ là 80k cho một con van đỏ như này, đó. Lên cho em là van đỏ, giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, nó sẽ chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, hai đường nước như này. Các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước nhà mình cực kỳ là tiện dụng luôn, và chia ra làm hai đường nước, một đường để xả để rửa trực tiếp và một đường để xoáy vào các cái vòi tưới cây, rất là ok. Lên cho em là van đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một con van đỏ như này thôi. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Hàng inox 304. Bây giờ các bác mua một con van nhựa nó cũng phải mấy chục rồi. Đấy, mà con này thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là van đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái kẹp bạt nhá. Bỏ trong tờ giấy này. Các bác lên cho em là kẹp bạt nhá. Con này thì nó sẽ rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc gia đình nhà mình, đặc biệt là kết nối các cái bạt để mình chăng che nắng che mưa. Đây, các bác chỉ cần đặt cái bạt vào như này. Đặt cái bạt vào như này, sau đó thì các bác bóp vào như này cho em là xong. Đấy, bóp vào như này là các cái phần, các cái đầu của nó sẽ kết nối vào nhá. Đấy, kết nối vào. Đây. Đấy, các bác bóp vào như này là nó sẽ ăn lẫy vào đây. Đấy, con này thì nó sẽ rất là chặt luôn. Đấy. Đây, nó sẽ có các cái đầu lẫy như này để các bác bóp mình đưa vào để mình kết nối vào nhá. Đấy. Đây. Kết nối vào. Đấy, mình kết nối vào, mình kẹp vào này. Ấn vào nó sẽ kẹp vào như này các bác này. Đấy, nó sẽ kẹp vào như này. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện dụng. Kẹp này là chắc 100% luôn, bằng nhựa nguyên sinh nhá. Con này bằng nhựa nguyên sinh, cực kỳ là ngon luôn. Khi các bác đã kẹp vào rồi thì thôi rồi luôn. Đấy, nó giữ rất là chặt, không bong ra được luôn nhá. Đấy, thì các bác đặt cái bạt vào, sau đó thì mình kẹp vào là xong. Đây, ấn vào nó sẽ lẫy như này và các bác có thể rút theo dây như này. Con này thì cái này nó đi được cái dây rất là to, dây khoảng 6 ly đi thoải mái nhá. Đây, em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, rất là tiện dụng như này các bác này. Đấy, các bác ấn kẹp vào cái bạt nhà mình. Đấy, ấn kẹp vào cái bạt nhà mình như này. Đây các bác nhá. Đấy, ấn kẹp nó vào này. Đó, sau đó thì mình răng nó ra, đó, đưa vào, đai vào, đó, có thấy không? Đấy, đấy, nó rất là căng luôn.
thì các bác sử dụng nó rất là tiện đây. Đấy. Ấn vào là xong, rất là tiện luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác dập nó xuống là xong, cho các bác luồn dây vào. Đó, các bác mua số lượng bao nhiêu thì tùy. Đấy, em bán từ 5 cái trở lên và cái này em bán từ 10 cái trở lên và giá của nó sẽ là 5.000 một chiếc nhé. Đấy, 5.000 một chiếc và bán từ 10 chiếc trở lên thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kẹp bạt nhá. Đấy, kẹp bạt này. Đó, kẹp bạt. Số lượng của nó sẽ là 5k một chiếc và nhân với lại 10 cái nhá, nhân với 10 cái. Đó. Đấy, 5k một cái và nhân với 10 cái nha, bán từ 10 cái trở lên, tức là từ 10 cái nhá, từ 10 cái trở lên. Đấy, 5k một chiếc. Đây. 5.000 thôi, 5.000 cho một chiếc như này. Đấy, và em bán từ 10 chiếc trở lên nhá. Đấy, về nhà các bác kẹp vào phát là nó sập luôn. Đấy, rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, dây đai thì rất chắc chắn luôn. Đó. Lên cho em là kẹp bạc, giá sẽ là 5k một chiếc và em bán từ 10 cái trở lên các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa nhá. Đấy, khóa phanh đĩa. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Bên em bán thì nó khá là nhiều rồi. Bác nào mà nhà nào cũng có xe máy, có xe đạp điện đều có phanh đĩa hết và con này thì nó rất là tiện dụng luôn. Đây. Đây khi các bác mở ra thì nó sẽ có cho các bác là hai chìa như này. Mở ra thì các bác chỉ cần sập vào này là xong thôi. Đó, nó rất là an toàn tuyệt đối luôn. Khi mà các bác đã sập vào rồi thì nói chung là trộm chiếc các kiểu con này điều là thôi hết nhá. Đây, em sẽ sập vào cho các bác xem cái khóa phanh đĩa như em này. Đây nhá. Các bác chỉ cần đặt vào như này thôi. Đây, các bác đặt vào như này. Đấy, đặt vào như này sau đó thì mình sập vào xong. Đấy. Như này là chấm hết luôn nhá. Như này thì như này là trộm thì chỉ có há mồm đứng nhìn thôi nhá. Chỉ có há mồm đứng nhìn thôi. Đấy. Khi mà đã chốt vào như này rồi thì không có một cách nào để ăn trộm được xe luôn nhá. Đấy. Đấy các bác nhá. Còn khi mở thì rất là đơn giản. Khi mở đơn giản các bác chỉ cần xoáy ra cái này là nó sẽ ra. Đấy. Con này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tính năng của nó thì nó rất là hữu ích và nó nhỏ gọn. Nó nhỏ gọn thì khi các bác sử dụng nó rất là tiện, các bác có thể là mang theo người này. Đấy, bỏ trong túi quần, túi áo rất là tiện luôn. Đấy, trên xe chỉ cần có một con khóa như này là thôi rồi. Đấy, khóa như này là thôi rồi luôn các bác nhá. Đó. Và mở ra thì nó lại tự đẩy ra, rất là tiện luôn. Giá thì lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Giá thì chỉ có 70k cho một con khóa phanh đĩa này thôi. 70.000 nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa. Đấy. Khóa phanh đĩa này. Đấy, lên cho em là khóa phanh này. Khóa phanh đĩa. Giá của nó sẽ là 70k cho một con khóa phanh đĩa này. 70.000 cho một con khóa phanh đĩa này nhá. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng. Đấy. Con này thì nó chỉ bằng hai ngón tay thôi. Bằng hai ngón tay thôi nhá. Đấy, cho nên là các bác có thể sử dụng để mình sử dụng mình bỏ trong túi quần, túi áo đều ok hết, hoặc bao lô, túi xách nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái chốt cửa tự động nhá. Con này thì nó rất là tiện luôn. Một bộ chốt cửa tự động như này giá sẽ là 40.000 cho một bộ nhá. Có kèm cho các bác cả ốc ác đầy đủ luôn. Đây. Con này thì nó rất là tiện các bác này. Đấy. Khi bình thường thì các bác sử dụng nó sẽ tự sập như này. Còn khi mình kéo ra nó sẽ đẩy ra. Đấy, bình thường nó sẽ tự sập vào nhá. Các bác có thể bắt vào để mình đưa vào các cái vị trí các cái cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc là cổng cũng đều được hết nhá. Đấy, cổng cũng đều được hết luôn. Các bác chỉ cần sập cái là nó vào và mình mở ra thì kéo này nó sẽ ra này. Đấy. Em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Một cái bộ chốt cửa tự động như này, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Đó, chốt cửa này. Chốt cửa tự động giá của nó sẽ là 40k nhá. Đấy. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Con này thì nó rất là cơ chế hoạt động của nó rất là đơn giản thôi. Đấy các bác chỉ cần bắt vít vào như này cho em là xong. Cửa tủ, cửa cổng rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, cửa chuồng chó, nói chung là tất cả các loại cửa luôn. Đấy các bác chỉ cần sập này là xong. Tháo ra thì rất đơn giản, các bác chỉ cần kéo cái lẫy là nó ngửa ra. Bắt vít vào là xong nhá. Đó. Còn nó có tặng kèm các bác ốc vít luôn. Đấy. Cổng giả nhà mình mà các bác muốn đóng tự động này, hoặc cửa chuồng chó này, chuồng mèo này, rồi nói chung là tất cả các loại cổng cửa đều ok hết. Đấy, nó sập vào rất là ngon luôn. Đấy, bắt vít vào là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 40k cho một cái chốt cửa tự động này thôi. Đấy, qua theo, sập vào là xong luôn. Rất tiện dụng nha. Đấy, các loại cửa luôn. Đó. Lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đèn wifi các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn wifi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn wifi như này. Giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là đèn wifi nhá. Đấy, lên cho em là đèn wifi này, đèn wifi, lên đúng tên cho em nhá. Đấy, tại vì bên shop rất nhiều mã đèn. Con này thì các bác lên cho em là đèn wifi, giá thì sẽ là 100
140 à Phương? 140k cho một con đèn wifi như này, giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn, phần thân đèn của nó thì bằng nhựa và cái phần đầu pha này của nó thì sẽ là bằng kim loại nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, quai đeo quai điếc cực kỳ là chắc luôn, và dây thì rất là giãn và ôm nhá. Đó. Có tặng kèm các bác một cái cát sạc như này nhá, về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đó, ở đây của nó sẽ có cho các bác là một cái hệ pha điều chỉnh như này con này. Ở đây thì nó sẽ có hai hệ cho các bác nhá, một hệ là tắt bật trực tiếp này, hai là có hệ cảm biến này. Đây đấy, các bác bật cái hệ cảm biến này lên đó, thì gạt qua gạt lại như này nó sẽ sáng hoặc sẽ tắt nhá. Đấy, đây rất là nhạy luôn không nhá. Đây đấy, bật này tắt này, bật này tắt này, bật này tắt này, bật này tắt này, rất là tiện luôn nhá. Đó, con này thì giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác xem ban ngày mà nó cũng sáng như này rồi thì buổi tối nó rất là sáng luôn. Và pha của nó cũng tương đối là sáng và rọi quá nhá. Đấy, pha của nó rất là sáng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 140.000 cho một con đèn wifi như này. Ở bên trong của nó là nó có tới cho các bác là hai quả pin 18650 nằm ở đây nhá. Hai quả pin 18650. Các bác có thể thay pin thoải mái luôn. Và ưu điểm của con này nó sẽ có cái chế độ là bật wifi như này, tắt bật wifi như này cho nên nó rất là tiện này. Đấy, cảm biến nhá. Tắt bật wifi như này cho các bác luôn, rất tiện luôn nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ gạt qua gạt lại là nó sẽ tắt các nhá. Tắt bật bằng cái chế độ wifi này rất là tiện nhá. Đó. Đây, có thể điều chỉnh được luôn, tắt bật như này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Các bác chỉ cần gạt qua là xong. Đấy. Giá thì cực tốt luôn. Lên cho em là đèn wifi giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một em như này. Rất tiện dụng cho bác sử dụng. Rồi đưa điện thoại đây. Lên nha, đèn wifi giá sẽ 140.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa xích nhá. Cưa xích con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Đây. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là cưa xích này, siêu nhỏ gọn và tiện dụng luôn các nhá. Đấy, siêu nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Con này thì các bác có thể cưa ống nước này, cưa sắt này, cưa gỗ này. Đấy, nó sẽ là cưa đa năng. Dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 45-50 cm nhá, 45-50 cm. Quai kiếc của nó, đầu chốt của nó rất là chất lượng con này. Đấy. Lên cho em là cưa dây xích nhá. Cưa dây xích giá chỉ có 30.000 thôi. Lên cho em là cưa dây xích này, đó, cưa dây xích nhá. Cưa dây xích giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này. 30k cho một chiếc dây xích như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, nó sẽ như này các bác này. Đấy. Thì khi mà các bác muốn cưa nó rất là tiện dụng luôn. Đó. Đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác có thể cưa ống nước, cưa sắt, cưa gỗ đều được hết nhá. Cái gì? Có chứ. Đấy, các bác có thể dùng để cưa ống nước, cưa cây, cưa cành. Đặc biệt là các bác làm thợ điện nước đều được. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đó. Đấy, có những cái vị trí khó mà các bác không thể cho cưa vào được. Nhưng mà con cưa dây này thì nó xử lý được hết các bác nhá. Đây, ở đây người ta còn test cưa được cả cây gỗ luôn các bác này. Đấy, cưa cả cây luôn các bác nhá. Đó, cưa cả cây luôn. Đấy, thì nói chung là con này nó cũng rất là đa di năng. Bác nào làm thợ điện nước là ok. Giá thì chỉ có 30.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bọc yên các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là bọc yên. Con này thì giá sẽ là 50.000. Con này thì nó sẽ là chống nóng, chống nước rồi đầy đủ các tính năng cho các bác luôn. Đấy. Nó bọc được hết cả các loại yên nhá. Của nó sẽ là một cái dạng là cước mềm như này. Cước mềm và của nó là lên tới 5-10 lớp gì đấy nhá. Cước mềm rất là mềm luôn. Đấy, cước mềm nhá và nó rất là nhiều lớp. Thì thứ nhất khi các bác ngồi nó rất là êm. Và thứ hai là nó sẽ chống nắng này, chống nước này. Rồi bảo vệ cái yên xe nhà mình luôn. Đó đây, chống xước cho yên xe luôn. Và rất là đẹp các bác. Cái màu đen rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên cho em là bọc yên nhá. Lên cho em là bọc yên này. Đó, lên cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá của nó sẽ là 50k một chiếc như này. Đấy. 50k trong chiếc bọc yên như này các bạn, rất là tiện dụng luôn. Đấy thì con này của nó rất là tiện dụng luôn và bọc vào ngồi rất là êm nhá. Thoáng, các bác mùa đông mùa hè ngồi được hết, vừa mát vừa thoáng vừa sạch sẽ. Đấy em có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì nó sẽ bọc vừa hết cả các loại yên nhá, xe đạp, xe máy, xe đạp điện, xe SH đều vừa hết nhá, tại vì nó sẽ có đai để các bác thả ra hoặc thu vào này. Ngoài ra thì nó sẽ là bọc yên xe và nó sẽ là một cái dạng như là cước cho nên là khi các bác ngồi thì nó rất là mềm và êm. Đây. Đấy. Xe máy, xe đạp điện đều được hết nhá. Nó sẽ có dây đai để các bác có thể đai vào. Đấy. Cái yên xe đang cũ đang bẩn như thế mà bọc lên lại mới choang luôn, rất là đẹp. Đấy.
có dội nước lên vẫn ngồi không ướt nhá, hoặc là các bác có đi giày nóng thì nó cũng không bị bỏng đít nhá. Đó. Nếu mà cái da thì nó hấp thụ nhiệt, nhưng mà cái này thì nó bằng cước nó sẽ không hấp thụ nhiệt, rất là ngon luôn, vừa hết các loại xe. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòi đồng có nhá. Đấy. Các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là cái này của nó thì nó sẽ là nắp cống đồng nhá. Đấy. Một cái nắp cống bằng đồng như này. Con này thì nó sẽ giúp cho các bác là luôn ở cái trạng thái là đậy, luôn ở trạng thái là đậy không nhá. Khi các bác rót nước xuống thì nó sẽ chảy xuống, còn bình thường nó sẽ lên như này. Thì các bác lên cho em là nắp cống bằng đồng ngăn mùi nhá. Đấy, nắp cống bằng đồng ngăn mùi. Nó sẽ vừa hết với các cái loại van nước, vừa hết với các loại van nước nhá. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là nắp cống bằng đồng ngăn mùi. Đấy. Nắp đồng ngăn mùi nhá. Lên cho em là nắp đồng này. Đó. Nắp đồng. Đấy, nắp đồng ngăn mùi. Đó, nắp đồng ngăn mùi. Giá thì sẽ là 50.000 à 60.000. Đó. Nắp đồng ngăn mùi giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k cho một chiếc nắp đồng ngăn mùi như này. Đấy. Ví dụ như là khi mà các bác rót nước, khi mà các bác xả nước thì nó sẽ đẩy xuống, nó sẽ mở cái van này ra. Còn bình thường thì nó sẽ là cân bằng trọng lực và nó sẽ luôn đóng nhá, sẽ luôn đóng như này. Cho nên là khi các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn, là không bao giờ bị mùi nó đẩy ngược lên cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet nhà mình. Đấy, nắp đồng ngăn mùi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái phễu nhỏ giọt nhá. Đấy, phễu nhỏ giọt. Đấy. Các bác lên cho là phễu nhỏ giọt nhá. Phễu nhỏ giọt, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bên shop là bán theo combo nhá, combo. Đấy. Các bác lên cho em là phễu nhỏ giọt nhá. Đấy, bên em bán theo combo từ 3 cái trở lên các bác nhá. Đó. Phễu nhỏ giọt này, đó, phễu nhỏ giọt. Bên em bán từ 3 cái trở lên, đó. 10k một chiếc và bán từ 3 cái trở lên nhá. Đấy, nhân với lại 3 cái trở lên nhá. Đó. 10k một cái nhân với lại từ 3 cái trở lên. Đấy, thì bên em bán từ 3 cái trở lên nhá, chứ còn một cái là không bán nhá, tại vì nó quá là ít. Đấy, đây. Thì bán từ 3 chiếc trở lên. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phễu và một cái đầu để các bác điều chỉnh nguồn nước. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Quên không thôi, giá thành rẻ mà lại rất dễ sử dụng chính là ưu điểm tuyệt vời của bộ sản phẩm này. Van tưới nhỏ giọt tự động tiết kiệm đến 70% lượng nước tưới thông thường. Sản phẩm được thiết kế vô cùng đơn giản và tiện lợi. Van điều khiển có khả năng duy trì nước tưới lên đến 15 ngày, giúp cây luôn xanh tốt mà không lo cây héo úa. Các bác có thể tùy chỉnh tốc độ nhỏ giọt, không lo rò rỉ nước ra sàn hay bề mặt đặt chậu đâu. Với bộ van tưới này thì các bác xài cho cây nào cũng được. Chắc chắn là giải pháp tuyệt vời cho các bác có ít chậu cây cảnh mà hay quên không tưới. Giá thành rẻ mà lại rất dễ sử dụng chính là ưu điểm tuyệt vời của bộ sản phẩm này. Van tưới nhỏ giọt tự động tiết kiệm đến 70% lượng nước tưới thông thường. Sản phẩm được thiết kế vô cùng đơn giản và tiện lợi. Van điều khiển có khả năng duy trì nước tưới lên đến 15 ngày, giúp cây luôn xanh tốt mà không lo cây héo úa. Các bác có thể tùy chỉnh tốc độ nhỏ giọt, không lo rò rỉ nước ra sàn hay bề mặt đặt chậu đâu. Với bộ van tưới này thì các bác xài cho cây nào cũng được. Chắc chắn là giải pháp tuyệt vời. Lên cho em là phễu nhỏ giọt nhá. 10k một cái và bên em là bán từ 3 cái trở lên nhá. Đó. Bán từ 3 cái trở lên. Đó. Bán từ 3 cái trở lên nhá, chứ không bán lẻ một cái nhá. Phễu nhỏ giọt 10k một chiếc và bán từ hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thì bên shop về nó sẽ có một số mã như sau. Đấy, đầu tiên nó sẽ là át cóc này. Con này thì nó sẽ là dòng át nhỏ. Lấy cho cái ghế Phương. Át cóc nó sẽ là dòng át nhỏ nhá. Con này của nó thì các bác dùng cho thiết bị này, vừa nãy ở đây mà. Dùng cho thiết bị này, nóng lạnh điều hòa này. Đấy, chuyên dùng cho các loại như là thiết bị này, nóng lạnh điều hòa. Con này thì hàng của Mitsubishi, công suất của nó sẽ là 30A. À, dòng dò của nó sẽ là 15mA. Đấy. Con này thì các bác dùng cho em là thứ nhất là bình nóng lạnh này, bình nóng lạnh là rất là an toàn luôn. Các loại máy bơm và thứ ba là sử dụng trong các cái phòng nhỏ cũng rất là ok. Hàng của thương hiệu Mitsubishi của Nhật nhá. Đấy, 30A. Dòng dò là 15mA. Hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Mitsubishi này. 30A dòng dò 15mA nhá. Con này dùng cực kỳ là ok luôn và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Đó. Lên cho em là át cóc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con át cóc như này, giá của nó chỉ có là đi 80k thôi. Đấy, các bác lên cho em là át cóc nhá. Át cóc giá của nó sẽ là 80k cho một con át cóc như này. Đấy, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con át cóc như này. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh điều hòa rồi phòng, rồi nói chung là các khu vực đều ok hết nhá. Đó, đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá, Mitsubishi. Hàng rất là đẹp luôn. Độ mới của nó thì còn khoảng 90% nhá, rất là mới luôn này các bạn. Đấy. Đây, made in Japan các bác nhá, còn rất là mới luôn. Đấy.
made in Japan. Nói chung là hàng đẹp, hàng mới cho các bác, giá thì cực tốt luôn, giá rất tốt bác luôn, đều là hàng của Mitsubishi hết nhá. Đấy, Mitsubishi hết, 30A dòng dò 15mA, dùng tổng gia đình là cực kỳ là ok luôn, à dùng cho thiết bị và các phòng nhỏ là ok. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng AD50A nhá, 50A. Đó, có dòng 40A và dòng 50A. Những con này thì các bác dùng tổng gia đình thì cũng rất là ok. Đấy. Hàng thì có lại hàng của Mitsu, hàng của Nito và hàng của đây, hàng Mitsu này, hàng Nito rồi hàng của Mitsushita. Đấy, của Fuji, nói chung là nhiều hàng lắm. Con 50A này thì nó rất là nhiều hãng nhá. Đấy. Tổng của nó sẽ là 50A, dòng dò của nó sẽ là tổng của nó sẽ là 50A và dòng dò của nó sẽ là dòng dò của nó sẽ là 30mA nhé. Đấy, 50A dòng dò 30mA, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Độ mới của nó thì nó còn khoảng là đi 8-90% nhé. Đấy, độ mới còn khoảng 8-90%. Đấy, thì bên em sẽ chia ra làm hai dòng. Con 50A này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con 50A này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá. Con 50A này thì giá của nó sẽ là 190k. Đó, 190k cho con 50A như này. Đấy, con 50A này sẽ là 190k. Còn bên shop có cả con 40A. Con 40A thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Đây, cũng hàng made in Japan hết các bác này. Đấy. Con 40A này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k nhá. 180k cho con dòng 40A như này. Đấy, con 40A thì nó sẽ rẻ hơn một chút nhá. Đấy, con 40A là 180.000, con 50A là 190.000. Át bãi hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng và giá thì cũng cực kỳ là tốt luôn. Đó, át bãi Nhật nhá, át bãi Nhật. Đấy, rất là ngon luôn. Những con này các bác dùng tổng gia đình thì cực kỳ là ok luôn nhá. Dùng tổng gia đình thì rất là ok luôn. 190.000 cho con 50A như này nhá. Đấy, át rất là ngon quá này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Có 50A, có 40A, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Có 50A, có 40A. Đấy. Hàng của Mitsu, hàng của Fuji và hàng rất nhiều hãng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Hàng này thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là đi con đảo chiều này thì công suất của nó sẽ là đi 63A nhá. 63A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120k cho con át đảo chiều này thôi. 120.000 cho con át đảo chiều như này nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 63A này. Các bác dùng tổng gia đình thì cực kỳ là ok luôn. Đó, 63A. Đấy, cực đại của nó lên tới 400V nhá. 400V nên các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, thì nhà bác nào có hai công tơ này. Một là có hai công tơ, hai là các bác có máy phát thì các bác cũng dùng con này xem. Nó rất là ok luôn nhá. Đấy, có hai công tơ hoặc có máy phát thì dùng con này cũng rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn. Nên mã giúp cho em là át đảo chiều nhá. Át đảo chiều. Đấy, át đảo chiều này. Đó, át đảo chiều 63A. Giá 63A nhá. Giá của nó sẽ là 120k. 120k cho cái mã át đảo chiều 63A như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất là mới và hit hot. Đó là thắt lưng nhá. Đấy. Thắt lưng thì bên shop về cho các bác cái lô này nó sẽ là thắt lưng dù hàng của thương hiệu Zep nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. 80k cho con thắt lưng dù như này. Đấy. Lên cho em là thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù. Thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80k cho một em nhá. 80.000 cho một em thắt lưng dù như này. Con này thì dùng rất là tuyệt vời không mặt trời các bác nhá. Đó. Các bác chỉ cần là đây, các bác chỉ cần là mở cái này ra, sập xuống như này là xong. Đấy, sập xuống này là xong. Rất là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy. Mà khi đã sập vào rồi thì kéo ra là rất là khó luôn. Đấy. Trừ trường hợp các bác mở ra như này thì mới kéo ra bình thường, rất ngon lành. Còn khi đã sập vào rồi nó rất là chắc, gần như là chắc tuyệt đối luôn các bác nhá. Chắc tuyệt đối luôn, kéo lên gân tay nó cũng không ra đâu. Cho nên nó rất là chắc thì dùng nó rất là thích, không lo bị mình ngồi mà nó bị tụt hoặc là bị nó nới ra nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Zep này. Cái đầu này của nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép nhám nhá. Đấy, thép nhám như này các bác này. Đấy, nó là dạng là thép lì, cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 80k thôi. Nó bằng dây dù như này, bền vĩnh cửu luôn. Các bác dùng 100, 200 năm, 300 năm để cho con cháu vẫn còn nguyên nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng dù, giá 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mũ này. Mũ của lính Mỹ này, đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác mua combo cho em thì bên em sẽ bao ship nhá. Mũ này của nó cũng là 80.000. Đây. Đấy, USA nhá. USA này các bác này. Đấy, mũ của lính Mỹ rất là đẹp luôn. Đây. Earpod này, nó Earpod C này các bác này. Đấy.
lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di giá của nó cũng là 80k đấy, mũ dàn di này, mũ dàn di, mũ dàn di giá của nó cũng là 80k cho con mũ dàn di như này, 80.000 cho con mũ dàn di như này nhá, đó 80k. Nếu mà các bạn lấy combo nhá, lấy combo cả mũ cả 80k đấy, lấy combo cả mũ cả thắt lưng thì bên em sẽ bao ship đấy, tức là lấy combo một mũ một thắt lưng như này thì bên em cũng bao ship này, hoặc lấy hai thắt lưng hoặc lấy hai mũ, nói chung là cứ hai món là bên em bao ship cho cái thể loại này. Ví dụ lấy hai cái mũ này bên em cũng bao ship này, hoặc là lấy hai cái thắt lưng này bên em cũng bao ship này. Đó, nó sẽ có cái dạng combo kiểu như vậy để các bác nắm được nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá. Các bác lên cho em là áo mưa choàng. Thì dòng này của nó sẽ là dòng cỡ to, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Lên cho em là áo mưa choàng nhá. Áo mưa choàng. Giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140k cho cái bộ áo mưa choàng như này. Con này thì nó sẽ là áo mưa choàng dạng kính nhá, dạng kính cho nên là các bác đi xe máy hoặc là sử dụng điện thoại cũng thoải mái luôn, không lo bị không nhìn thấy hoặc là nó sẽ bị ấy này. Bên em có về thì nó sẽ có hai màu, màu tím và màu hồng nhá. Màu tím và màu hồng. Đó, có hai màu cho các bác, màu tím và màu hồng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, có màu tím, có màu hồng, hàng nội địa Nhật. Ở đây thì nó rất là đa di năng nhá, nó sẽ có cả cái tấm để các bác chắn nước mưa luôn. Có tấm chắn nước mưa như này nhá. Đấy, đây có cái tấm chắn nước mưa như này để các bác sử dụng nhá. Đấy, có tấm kính chắn nước mưa. Đấy, có cả hai tấm luôn, một tấm chắn ngang, một tấm chắn mặt đằng trước này. Đấy, tấm kính chắn nước mưa. Và áo mưa của nó thì nó sẽ là một mặt là màu trong nhá, một mặt màu trong và một mặt nó sẽ là một cái màu mà vải áo mưa như này. Đấy, để nó sử dụng cái mặt trong đằng trước này để các bác sử dụng để mình gọi là để mình có thể quan sát được đằng trước hoặc sử dụng điện thoại hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây, em sẽ mặc luôn cho các bác xem cho nó sinh động và trực quan nhá. Đó, đây. Có luôn cho các bác xem luôn cho nó vip. Đấy, đây em sẽ mặc cho các bác xem. Chào các bác nhá. Nay em lại lên mình tí cho nó vui nhộn. Đấy, con này thì rất là to nhé. Nói chung là con này là phải là cỡ hai người đi xe máy vẫn vừa nhé. Hai người đi xe máy vẫn vừa. Giá chỉ 140.000 cho con 80. Hàng to khủng bố luôn nhé. Đấy, đây. To khủng bố luôn các theo. Đấy. Hàng này rất là to luôn. Hai người đi xe máy cũng ok luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Đây. Đấy, nó sẽ có hai cái để em độ ứng này lên này. Đấy, to lắm các. Đây. Đây, cái mũ của nó đây các bác này. Cái mũ này của nó thì các bác có thể lắp thêm cả cái kính vào đây nhá. Đấy, nó có cái phần cái kính sẵn đấy để về các bác lắp vào. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái này để các bác hút vào cái kính ô tô này, cả cái kính xe máy này. Đấy, đây cũng được kính như này thì nó sẽ rộng ra như này. Đấy thì các bác cho trẻ con để tiếp ngồi trước này ok, hoặc các bác có thể để như này vẫn sử dụng được điện thoại bình thường nhá. Đấy, ngồi trên xe vẫn sử dụng điện thoại bình thường, kính vẫn nhìn được. À, vẫn soi sáng được nhá. Đấy, giá thì đây các bác này. Đấy. Đây nhá. Đó. Rất là rộng luôn. Đấy. Đấy em mặc vào cho các bác xem nhá, các bác thấy không? Rất là rộng luôn. Con này thì mình đi dưới mưa là cực kỳ ok. Giá thì rất hợp lý được các bác nhá. Giá rất hợp lý rồi. Có cái lỗ này để các bác xỏ vào kính vào đây, xỏ kính vào đây vẫn nhìn kính bình thường. Đấy, nó đúng như này luôn các bác này. Đấy, trẻ con thì biết ngồi đằng trước vẫn ok nhá. Hoặc có người ngồi đằng sau nên đằng sau nó cũng rất là rộng luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 140.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một cái loại áo mưa rất là dai con. Đây. Đấy, một cái loại áo mưa nó rất là dai này con này. Đấy. Dai nhưng mà nó là dai mềm nhá. Nó dai mềm. Cho nên là nó sẽ không bị rách như cái dạng áo mưa của Việt Nam mình đâu. Đấy. Nó là dạng dai mềm như này con này. Đấy, kéo nó sẽ dai ra như này. Đấy, nó như dạng như là áo mưa vải ấy. Đấy, nó sẽ có một cái độ dai mềm nhất định các nhá. Đấy. Thì nói chung là con này thì ok rồi. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ có một cái tấm kính trong suốt như này và đây nó sẽ có cho các bác cả cái chắn mặt như này nữa. Đấy, cả cái chắn mặt thế này nữa nhá. Đó, đúng như trên video này luôn. Đấy thì là nó sẽ có tấm chính cắn kính chắn như này. Cả chắn mặt nữa về các bác lắp vào là xong nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Có cả tấm kính chắn mặt như trên video này nhá. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào là xong thôi. Lắp đặt thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Thì khi các bác đi mưa nó rất là an toàn. Nói chung là hàng rất là ngon, xịn sò. Giá thì lên tem là áo mưa choàng, giá chỉ có 140.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo, cọ vịt như này, giá của nó cũng là 60k cho mấy cái bộ cọ vịt như này nhá. Đấy, bộ này của nó thì rất là ngon luôn. Đây, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác đây. Đấy, các cái chi tiết này rất là đơn giản thôi. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một chổi này. Đấy, một chổi này.
hai cái chân thì các bác lắp ở dưới đít này. Đấy. Hai cái chân thì các bác lắp ở đít này. Đấy, và có hai miếng dán nhá, có hai miếng dán. À, có cái miếng dán để các bác về các bác dán là nó sẽ sập vào là xong. Đây, đặt vào như này là xong này. Có miếng dán vào đây các bác dán nó sập vào đây. Về nhà thì bình thường mình để mở ra thì nó sẽ như này, để sập vào thì nó lại sập vào như này. Đấy. Đây, đấy, sập nó sập như này các bác này. Con này của nó thì ưu điểm của nó rất là tiện dụng nhá. Đây, thứ nhất là các bác cái này nó có cái phần đầu mũi này để các bác xuyên vào những khe kẽ này, cái phần chổi này các bác kỳ cọ này. Và ưu điểm của con này nó sẽ có thể là uốn cong được như này, uốn cong được như này để các bác luồn lách vào cái gầm của cái bệt ý, để mình đánh cho nó sạch nhá, uốn cong này luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đây, nó có thể uốn cong như này thì rất là ngon lành nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, lên cho em là cọ vịt này. Đó, cọ vịt. Giá của nó sẽ là 60k cho một con cọ vịt như này. 60.000 các bác nhá. Đấy, 60.000 cho một cái chổi cọ vịt như này. Rất là ngon luôn các bác, chỉ cần gắn lên tường thôi. Đấy, nó sẽ sập xuống như này các bác. Đấy, nó sẽ sập xuống như này. Đấy, khi mình bỏ ra này là khi mình thả vào nó sẽ sập xuống như này. Đó. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ chổi cọ vịt như này. Giá rất là tốt để cho các bác sử dụng luôn. Giá rất là ưu đãi các bác nhá. Giá rất tốt luôn. Lên cho em là cọ vịt giá 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt giá của nó sẽ là 60k. Đó. Đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần là cho cái miếng dán vào đặt lên tường là xong nhá. Đặt lên tường cho em là xong. Đấy. Khi các bác kỳ cọ các kiểu con này điểu này, rất là đơn giản luôn. Đấy. Kỳ cọ đánh dừa này. Đấy, sau đó thì mình đặt lên tường. Nó rất là ngon luôn. Có miếng dán nhá. Đấy. Đây, đầu nó có thể uốn cong này. Đấy, cái đầu nhỏ này các bác đưa vào khe kẽ này. Nói chung là con này thì rất là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì cực kỳ giá rất là tốt, chỉ có 60k cho con cọ vịt này thôi. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là iPhone 14 Pro Max này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh nhá. Con này thì chuyên dùng để sạc nhanh rất là ok luôn cho điện thoại iPhone. Đó, sạc nhanh cho iPhone nhá. Lên cho em là sạc nhanh iPhone. Giá thì đang bán là 150k, giảm một nửa luôn, chỉ còn có 80k thôi. Đấy, chỉ còn có 80k cho một con sạc nhanh iPhone như này. Giá của nó sẽ là 80k. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đi đây, iPhone 14 Pro Max này. Nó sẽ có cho các bác là một đầu sạc và một cáp dây như này. Một dây và một cáp sạc như này các nhá. Đấy, một củ và một cáp như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone các nhá. Con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Đây. iPhone của táo đây các bác này. Đó, chuyên dùng cho điện thoại iPhone California các nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Một con sạc nhanh iPhone chất lượng như này. Đấy, nguyên cái hộp đựng của nó đã chất lượng rồi coi nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ sạc như này. Giá chỉ có 80k thôi để cho sạc nhanh cho điện thoại iPhone rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k cái con sạc nhanh iPhone như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái ông già này là cái gì? Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị long ben hắc lào và ngứa tay chân nhá. Đấy, nấm ngứa tay chân. Có lên cho là long ben hắc lào này, long ben này, hắc lào này, đó. Hắc lào ngứa tay chân nhá. Ngứa tay chân các bác bơi hết vào đây. Đó. Ngứa tay chân các bác bơi hết vào đây. Đấy, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, rất là tốt luôn. 30.000 à. Giá chỉ có 30 cành thôi nhá. 30 cành cho một cái lọ thuốc long ben hắc lào ngứa tay chân này nhá. Đấy, giá chỉ có 30k thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đây. Đấy. Hàng nội địa của Nhật toàn chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Long ben hắc lào nấm ngứa tay chân nhá. Là các bác bơi hết vào đây cho em, khỏi hết luôn. Đấy, đặc trị khỏi tan ngàn luôn. Nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá, thuộc cái dạng kem trắng. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào này rồi nấm ngứa tay chân rồi các loại vẩy nến acid các nhá. Đấy, bôi cái này cho em là khỏi hết luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng gia truyền và đặc trị luôn. Đây. Đấy, có hình nhà thuốc đây. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 30k thôi. Long ben hắc lào nấm ngứa tay chân nhá. Đấy. Vậy nên Nation bôi khỏi hết luôn. Đấy. Giá chỉ có 30k. Lên nãy cho em là long ben hắc lào nhá, 30k. Đó, rồi ok. Con này thì em cũng còn một ít nữa cũng thanh lý nốt cho các bác. Con này bên em đang bán là 150.000, 150.000 cho một con túi dép như này nhá. Con này thì chất liệu của nó cũng là da cũng tương đối là cao cấp nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đấy, coi nhá. Đây, coi nhá, rất là đẹp luôn. Đó, đây. Rất là ngon lành nhá. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá là 150.000. Hôm nay thì cũng thanh lý cho bác giá cực tốt luôn. Có lên cho em là túi dép nhá. Đấy, túi dép nó có chữ dép này. Hàng thương hiệu dép nhá, hàng thương hiệu dép cực kỳ chất lượng luôn. Đây.
Đấy, túi hàng của thương hiệu Dép, cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho bác cái giá đó là 120k. Đấy, giá siêu rẻ luôn các bạn. Con này trước em đang bán là 180k đấy, 180k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 120k thôi. Lên cho em là túi Dép nhá. Nó túi Dép. Đấy, túi Dép. Giá sẽ là 120.000. 120.000 cho cái mã túi Dép như này. Đó. Giá của nó sẽ là 120k nhá, 120k. Ở đây thì của nó thì nó sẽ là một cái dạng ngăn khóa như này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn ở đằng sau này. Một ngăn đằng sau rất tiện dụng để các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh. Đấy, tiếp theo là một cái ngăn to này, một ngăn to này, một ngăn ở đằng trước này. Đấy, một ngăn đằng trước nhá. Đấy, một ngăn đằng trước như này. Đấy, tiếp theo là đến một cái ngăn nhỏ để các bác đựng đồ linh tinh, có khóa nhá. Đấy, có khóa và chống nước luôn. Ngăn này thì chống nước được luôn. Đấy, nó rất là tiện. Máy mó các thứ rất là cẩn thận, chuẩn chỉ, chắc chắn các nhá. Đấy. Và có khóa hết nhá. Đấy, ngăn này cũng có khóa này. Cả cái ngăn to này cũng có khóa cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ là tốt các nhá. Đấy. Ngăn to này cũng có khóa luôn. Máy trần cực kỳ kỹ càng và rất là đẹp nhá. Đấy, rất đẹp luôn các nhá. Đấy. Đây, đấy, quai đeo quai sách có thể tùy chỉnh nhá. Quai đeo quai sách rất là to luôn. Đấy, rất to và có thể tùy chỉnh lên xuống nhá. Đây, bằng inox hết này các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, nói chung là con này thì giá 120.000 là quá rẻ rồi, các bác chả đi đâu mua được cái túi này 120.000 các bác. 120k cho một con túi như này. Đó. Lên cho em là túi Dép, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con túi Dép như này. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop về được một lô cái bếp máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Đấy, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips. Con này thì công suất của nó sẽ là 3000W và độ nóng của nó cực kỳ là nhanh luôn, các bác chỉ cần bật công tắc cái là nó sẽ nóng luôn nhá. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy sấy tóc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130k thôi. Lên theo là máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc giá của nó sẽ là 130k. 130k cho một em máy sấy tóc như này. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn, 130.000, giá siêu tốt luôn các nhá, giá siêu tốt luôn. Đấy, giá rất hợp lý nhá, 130.000 cho con máy sấy tóc này thôi. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ nhá, bếp từ hàng của thương hiệu Philips và nó sản xuất ở Thái Lan nhá. Đây, Made in Thailand các bác này. Đó, Made in Thailand đây. Đấy, hàng của hãng Philips các nhá, hàng của hãng Philips và sản xuất ở Thái Lan. Đó, sản xuất ở Thái Lan. Đây, con này thì nó sẽ là sử dụng công suất của nó thì trên 2000W nhá, trên 2000W sử dụng điện 220V các nhá. Đấy, trên 2000W sử dụng điện 220V. Hàng sản xuất tại Thái Lan, Made in Thailand các nhá. Đây. Đấy thì sản phẩm đây các nhá. Các bác nhận được hàng sẽ được tặng kèm một cái nồi như này. Đấy, một cái nồi như này các nhá. Đấy. Em lưu ý các bác là cái nồi này là nồi tặng kèm thôi, cho nên là khi mà các bác nhận hàng thì có thể là nó sẽ hơi bị bóp méo nhẹ thì các bác thông cảm. Hàng khuyến mại. Hàng khuyến mại thì nó chỉ ở cái mức độ vậy thôi các bác nhá. Đó. Đấy. Nói chung là cũng rất là chắc chắn dày dẫn, nhưng khi vận chuyển thì nó quăng quật nhiều thì ví dụ như nó có những cái dấu hiệu bị hơi móp nhẹ một chút thì nó chả ảnh hưởng gì cả, nên các bác thông cảm. Hàng này em nói thẳng luôn, nó là hàng khuyến mại thôi nhá. Cái nồi này nó là nồi khuyến mại. Còn lại là chủ yếu là bán cái bếp này thôi. Thì đây, bếp hàng của thương hiệu Philips này các bác nhá. Philips này. Đấy, Made in Thailand các bác nhá, sản xuất tại Thái Lan. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Chất một cái quạt thông hơi này. Đấy, và chất liệu của nó 100% bằng đồng hết này. Đấy. Đây các bác nhá, đồng vàng đỏ au này các bác này. Đấy, đồng đỏ au luôn. Đó. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực dày 5 ly. Đấy, chịu được nặng độ nặng tốt các bác nhá. Đấy, và phím của nó đều là dạng phím nguồn cảm ứng như này, rất là tiện luôn các bác, chỉ cần nhấc nguồn này thôi, sau đó thì tăng giảm nhá. Rất là ngon luôn. Nhà có khách cứ hay dùng nấu chiên hoặc là dùng bếp từ với riếc thì dùng con này rất là ok. Hàng thương hiệu Philips đây. Đấy, hàng thương hiệu Philips và sản xuất ở Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Đó. Lên cho em là bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 480.000 và bao ship nhá. Đấy. 480k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Bếp từ Philips 480.000 bao ship. Các bác còn được tặng kèm thêm một cái nồi như này các bác này. Đấy, tặng kèm thêm một cái nồi như này nữa. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Tặng kèm thêm một cái nồi như này nữa các bác nhá. Đấy, tặng kèm thêm một cái nồi như này, rất ok. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòi vàng nhé, có lên kia là vòi vàng. Đấy, con này thì nó là hàng cao cấp rồi. Hàng này thì phải nói nó là hàng cao cấp chứ không phải là hàng thường nữa. Tại vì một con vòi như này nó to như cổ tay các bạn. Con này dùng để xịt tưới cây thì nói chung là bao phê luôn đó. Bao phê luôn.
Thứ nhất là rất là nhiều chế độ xịt tưới nhá. Đấy, và các cái đầu nguồn để kết nối này. Đấy. Có cả đóng ngắt trên tay này nhá, có đóng ngắt trên tay này luôn bác. Con này 10 cấp độ nước nhá. Đấy, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đấy, 10 cấp độ nước khác nhau. Xịt tưới cây thì bao phê luôn các bác nhá. Đó, có cả chế độ đóng ngắt trên tay như này. Đấy. Có cả chế độ đóng ngắt trên tay như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Cái vòi vàng. Lên cho em là vòi vàng nhá. Đó, vòi vàng giá của nó sẽ là 80k cho con vòi vàng như này nhá. 80.000 cho con vòi vàng như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Vòi vàng giá của nó sẽ là 80k. Đó. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác đầy đủ các cái đầu nguồn nước các thứ các kiểu để các bác kết nối với các cái nguồn nước nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Giòng giếc gen giếc đầy đủ cho các bác luôn để các bác kết nối với cái nguồn nước nhà mình để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì rất hạt rẻ bác. Chỉ còn là 25k thôi nhá. 25k. Đó, 25k trong hộp keo đa năng như này. Con này thì nó dán được cả thế giới luôn anh em nhá. Đấy, dán được cả thế giới luôn. Hàng keo đa năng của Nhật. Đây này, đây này, đây. Đây này. Keo đa năng của Nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới quý các bác anh chị giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là keo đa năng nhé. Đây em sẽ có cái video sử dụng thực tế cho anh em các bác xem luôn. Em bán giá chỉ có 25.000 hộp thôi. Bác nào lấy từ 4 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship nhé. Đấy. Riêng dòng này thì bác nào lấy 4 hộp trở lên là bên em sẽ bao ship. Đấy, hôm nay là chương trình tri ân luôn. Đó. Cảm tình cảm của bạn với tờ giấc. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nô nào công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào đấy. Mà dặn nước tình cảm với giá của nó sẽ là 25k một hộp này anh em nhé, 25k một hộp này. Bác nào lấy từ 4 hộp trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Keo đa năng siêu tính cho bác rất là tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng đó là cưa đen nhá. Đấy, coi lên trên là cưa đen. Còn con kia thì nó là cưa xanh, còn con này thì là cưa đen nhá. Em có hai dòng. Đấy. Con này thì đường chiều dài của nó sẽ là 30 cm, còn con kia thì chiều dài của nó chỉ có 25 cm thôi. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là cưa đen nhá, cưa đen. Giá của nó sẽ là 70k. 70k cho một con cưa gấp đen như này nhá, cưa gấp đen. Giá của nó sẽ là 70.000, chiều dài của nó là 30 cm. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây. Mazda in Japan này. Đấy, cũng là dạng hình hình mở hạt bồng nhá. Đấy, cưa hình mở hạt bồng. Rất là sắc bén luôn các bác nhá. Đấy, rất sắc bén luôn. Và nó có thể gấp gọn như này. Con này thì chiều dài của nó cưa lưỡi này là 30 cm, còn con kia thì chiều dài của lưỡi nó sẽ là 25 cm nhá. Đấy. Lên cho em là cưa đen. Con cưa đen này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. 70k cho một con cưa đen như này. Đấy. Hàng gấp gọn rất là tiện dụng luôn. Con này thì hàng lưỡi của nó là lưỡi thép các bác này, lưỡi thép này, bẻ cong thoải mái luôn em các nhá, bẻ cong thoải mái luôn. Lưỡi thép rất chắc chắn luôn em các bác, bẻ cong thoải mái luôn, rất là ngon luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và chắc chắn luôn. Các bác có thể gấp gọn để đi làm công việc, nói chung là rất là tiện. Đấy, các bác bỏ vào trong cốp xe này hoặc là đi làm đi rừng đi phượt. Đấy, đi đâu cũng được, mình mang đi theo. Đấy, bỏ cốp xe đạp xe máy nói chung là ok hết nhá. Đấy, nhỏ gọn. Chiều dài của nó là vào khoảng là 30 cm nguyên phần lưỡi nhá. Còn là